đến đây hai gia đình, thì chúng gia đình nhà gái tôi đã chấp nhận. Bây giờ xin phép các cụ ông bà bình tĩnh một tí chút để cho hai cháu lên sinh hoạt hôn nhân rồi đã, sau đó thời gian tiến hành đến cái công việc xin cưới. Mình không phải là cái gì mà nó phải cho các cháu nó vào nó thắp hương.